Kỳ tích của bóng chuyền nữ Việt Nam không thể lật đổ người Thái Lan ở SEA Games 32, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có màn trình diễn đáng nhớ, qua đó tái khẳng định vị thế Á quân ở khu vực Đông Nam Á. Tất nhiên, đó không phải kỳ tích đáng nói, đặc biệt khi Thái Lan chỉ mang đến Campuchia đội hình 2. Thành công lớn nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở hai chức vô địch liên tiếp các giải đấu tầm châu lục. Đầu tiên, đội bóng của huấn luyện viên Trần Tuấn Kiệt lên ngôi giải bóng chuyền nữ các câu lạc bộ châu Á 2023 trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Trước giải đấu tại Vĩnh Phúc hồi tháng 4 năm nay, huấn luyện viên Trần Tuấn Kiệt chỉ dám đặt mục tiêu cọ sát là chính. Trong khi đó, cựu phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Trần Đức Vấn cho rằng lọt vào chung kết giải đấu châu Á là nhiệm vụ bất khả thi với các đội bóng Việt Nam. Tiếp đến, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên ngôi ở AVC Challenge Cup 2023 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước chủ nhà Indonesia. Chiến thắng này giúp Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội lần đầu tiên được bước ra sân chơi thế giới, tham dự câu lạc bộ bóng chuyền nữ thế giới FIVB Challenger Cup 2023. Cho dù thua chủ nhà Pháp ngay ở vòng đầu tiên, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Cần biết rằng Pháp lần lượt đánh bại Ukraine và Thụy Điển, sau đó để thẳng tiến lên ngôi vô địch FIVB Challenger Cup 2023. Sau 3 trận đấu, đội chủ nhà chỉ thua đúng 1 set. Vì vậy, không thể vì trận thua chóng vánh trước Pháp mà hạ thấp màn trình diễn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam suốt 1 năm qua. Các chiến thắng liên tiếp ở giải châu Á góp phần quan trọng giúp tuyển nữ Việt Nam trở lại với bảng xếp hạng thế giới sau 1 năm vắng bóng. Thứ hạng 47 hiện tại sẽ giúp đỡ. Chuyên gia bóng chuyền Nguyễn Bá Nghị, nguyên phó chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, tham gia nhiều giải quốc tế là bước thay đổi trong đầu tư của tuyển bóng chuyền Việt Nam, giúp vận động viên có cơ hội cọ sát quốc tế nâng cao trình độ. Đây cũng là bước đầu trên đường Việt Nam đuổi theo bóng chuyền nữ Thái Lan vốn đã vươn tầm thế giới. Trở ngại vì thiếu kinh phí trước FIVB Challenger Cup 2023 đúng 1 tháng, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội vẫn chưa chắc có thể sang Pháp vì thiếu kinh phí. Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, VFV, Lê Chí Trường cho biết việc đội tuyển bóng chuyền nữ giành quyền tham dự FIVB Challenge Cup nằm ngoài kế hoạch thi đấu trong năm 2023. Và vì thế, VFV không có sẵn kinh phí cho giải đấu này. Hiện tại, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đang ở trong guồng quay phát triển chóng mặt với một loạt giải đấu lớn. Sau FIVB Challenger Cup 2023 là CV, League, VTV Cup và giải vô địch châu Á 2023. Cơ hội cho các cô gái của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm và tiến lên một đẳng cấp mới đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sau những giải đấu này là gì thì không ai có câu trả lời xác đáng. Bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chưa thể chuyên nghiệp hóa cho dù đã từng có giai đoạn sử dụng ngoại binh. Vụ lùm xùm của cô trò Kim Nguyệt cách đây chưa lâu là một ví dụ. Trên hết, tài chính là trở ngại lớn nhất khiến bóng chuyền nữ Việt Nam không thể phát triển đúng tiềm năng. Bóng chuyền được xem là môn thể thao phong trào được yêu thích bậc nhất trong xã hội, có lẽ chỉ sau bóng đá. Giải vô địch bóng chuyền quốc gia luôn rơi vào cảnh thiếu tài trợ. Nếu có tài trợ thì lại gây ra điều tiếng không hay, ví dụ như việc ông bầu Đào Hữu Huyền bơm tiền cho giải nhưng lại đứng.